Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Ok, đây là toàn bộ số máy ở 95 Phúc Tân. Đấy. Còn đây là hàng mới về nhé, thì mình sẽ lên chi tiết hàng mới về. Các bạn xem ưng con nào thì nhắn tin Zalo bên mình nhé, 0566884Q9. Và các bạn nhắn tin Zalo không thể trả lời thì có thể gọi điện cho bên mình qua các số hotline 0566884Q9, 0912555912 hoặc là 0962615618 các bạn nhé. Ok, còn bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu. Đầu tiên là mình có một con 12 Pro Max 206GB máy zin full hình thức đẹp. À quên, con này pin thay rồi. Pin 100 là pin thay nhé. Đó, hình thức đẹp. 13 triệu 500. 13 triệu 500, 206GB bản Mỹ. Có một hai vết phẩy nhẹ nhẹ đây thôi. Không đáng gì. Đó. Tiếp theo con này 128GB, pin 87%, máy zin full thì thức đẹp. Con này thì bằng con 206GB kia. Vì lý do con này thứ nhất là nó đẹp xuất sắc luôn nhá, đẹp keng luôn. Thứ hai nữa là nó zin, pin zin luôn nhá. Đấy, con kia là thay pin rồi. 13 triệu 500. Tiếp theo mình có một con 13 thường. Con này thì nó gọi là hết nước chấm luôn mọi người ạ. Bản VN 118GB. Pin nguyên 100%. Con này thì đúng là hết nước chấm luôn. 12 triệu 500. Quá hợp lý luôn. 12 triệu 500. 13 thường. Tiếp theo là một con 11 Pro Max. Con này cũng hợp lý này. Bản ZA2 7 ý. 206GB. Pin thì đang kém. Nhưng mà sẽ được thay pin miễn phí nhá. Pin 76%. Máy lúc này là đang zin nhá. Lúc nào mình thay cho các bạn có pin thì nó sẽ mất zin. Đấy. Và chỉ có giá là 10 triệu thôi. Con này mặt trước của nó thì có một hai vết phẩy lông mèo lông chuột. Nhưng mình dán cân lực vào thì sẽ che đi được nhá. Nhưng trước khi làm che đi thì mình cũng phải nói cho các bạn biết trước. Nói chung là nó phải rõ ràng nhá. Đấy. Rõ ràng. Rõ ràng như kiểu cái thông điệp như này. Đợt tới mình phải thay đổi lại hết mọi người ạ. Đây. Đây. Mình sẽ thay đổi hết. Hình ảnh của mình sẽ gắn liền đen trắng. Đấy. Thanh Tú Store, YouTube, Facebook, TikTok. Đấy. Đen trắng nhá. Tem mình dùng hết tem này, mình sẽ dùng tem đen trắng. Các cũng chỉ là đen trắng. Cho nó đồng bộ luôn mọi người ạ. Cho nó uy tín luôn. Đấy. Nâng cấp dần như đúng không? Tiếp theo là XS 64GB 5 triệu. XS 64GB 5 triệu nhá. Bao zin chịu quả pin. Hình thức 98. Nói chung là rất hợp lý. Tiếp theo là con Oppo Reno 6Z 5G. Con này mình đang bóc cái cường lực ra nhưng mà khó bóc quá, để mai bóc tiếp. 2 triệu 9 RAM 8 bộ nhớ 128, máy bao zin. Hình thức con này được 97-98% nhé. Oppo Reno 6Z 5G. Tiếp theo là con Samsung A51. Nói chung bên mình tiền là số 9, uy tín là số 10, nên mọi người yên tâm nhé. Con này thay vỏ. Thay vỏ, báo luôn là thay vỏ. 2 triệu 2 RAM 6 bộ nhớ 128. Nói chung dòng Samsung này thay vỏ thì nó đơn giản hơn dòng iPhone rất là nhiều. Nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến chất lượng máy. Nó chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cái vỏ thôi. Tiếp theo là con Redmi Note 11, RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 2 triệu 7. Máy zin đẹp các bạn nhé. 2 triệu 7. Redmi Note 11. Samsung A50s
RAM 464. Máy thì zin, nhưng mà có phải màn tàu không nhỉ? Con này mình sẽ kiểm tra lại nhé. Nếu zin thì là 1.700.000. Còn nếu màn tàu con này thì mình chỉ bán 1.000.000 thôi nhá. Mình kiểm tra lại. 64GB nhá. Realme X2 RAM 664 2.300.000, con này rẻ quá. Con này đầu tiên mình tưởng là thay cái lưng này nhưng mà lưng vẫn zin nhá. 2.300.000, con này mình bán được đúng 100.000. Tiếp theo là con Oppo A55 RAM 464 2.300.000, máy zin đẹp. Oppo A55 2.300.000. Samsung A235G RAM 4 bộ nhớ 128 bản Việt 2 SIM, máy zin full hình thức đẹp keng. 2.900.000 nhá. 2.900.000 bản 5G. 5G này màn đẹp hơn, chip nó khác nhá. Tiếp theo là con Z Fold 3 RAM 12 bộ nhớ 256 bản Việt 2 SIM. Bản Việt 2 SIM Z Fold 3 các bạn nhé. À, mình quay một tay thì nó hơi khó các bạn. Mười một triệu. Con này có một vết phẩy nhẹ nhẹ đằng sau lưng này thôi. Đấy. Mình đánh giá được 98-99% nhé. A22 bản Việt 2 SIM RAM 4 bộ nhớ 128. Hai triệu tám. Realme Q3 Pro 5G RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp. 3.300.000. 3.300.000. Redmi Note 12 Pro 5G quá đẹp luôn nhá. RAM 8 bộ nhớ 256, màn đẹp không, quá đẹp. RAM 8 bộ nhớ 256 nhá, 4.300.000. Mi 8 SE RAM 664 màn hơi ám nhẹ, 1.100.000. Ám siêu nhẹ luôn nhá. Samsung A13 RAM 464 bản Việt 2 SIM, máy zin full hình thức 98, 2.300.000. S20 5G bản Hàn, RAM 8 bộ nhớ 128, 4.000.000. 4.000.000. Nokia 3.4, con này hơi bị vỡ kính mặt trước rồi các bạn, phải mua về là phải ép kính, hoặc mình đi ép thì cộng thêm là 200.000 nữa nhé, cộng thêm 200.000. Con này 1.100.000 này. 1.100.000. Samsung A20 RAM 332. Con này thay vỏ rồi nhá. 1.100.000 thay vỏ rồi. Samsung A71, con này cũng thay vỏ rồi. 3.200.000. RAM 8 bộ nhớ 128, con này thay vỏ rồi. Tiếp theo là con Poco F3. Con này RAM 8 bộ nhớ 256 nhá, máy zin đẹp. 3.700.000. Poco F3 RAM 8 bộ nhớ 256 nhá. Hôm nay về được tương đối là nhiều máy. Tiếp theo đây. Cái chỗ này thì mình sẽ quay nhanh, giới thiệu sơ qua thôi. Mọi người muốn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo bên mình nhá. Mà mọi người xem video thì cho mình xin một like đi. Cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Ai chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký kênh và cho mình xin một cái bình luận đánh giá nhé. Đây đầu tiên là 11. 11 thì bên mình vẫn cứ là 64GB thì dao động là 6.500.000. 128GB thì dao động là 7.500.000. Nói chung 7.500.000 là đẹp long lanh rồi nhé. Đấy.
còn có những cây nó chỉ rơi vào tầm 7 triệu thôi. Con này máy lóc là thanh lý 4 triệu rưỡi này. Ok, đấy là 11 nhá. Thế còn SE 2020 64GB là 3 triệu 2, 128GB là 3 triệu 3 nhá. Trong đó thì mình có con SE3 này nữa này. Đây là SE3 nhá, 5 triệu rưỡi, 64GB, pin 100, còn bảo hành rất là dài luôn. Con này làm máy phụ thì nó cũng gọi là hết nước chấm. 8 Plus, màu đen 3 triệu 7, màu trắng và màu gold thì là 3 triệu 8, và đều là hàng lên vỏ rồi nhá, đều là hàng lên vỏ rồi. Con 7 Plus, 128GB 3 triệu cũng lên vỏ rồi nhá. Vỏ 6 mình bảo người ta thay vỏ hết. Thử vỏ đẹp phải thay nhá. XR64GB 4 triệu 8, 128GB 5 triệu 3 bây giờ nhá. XS Max 64GB thì cũng dao động là 6 triệu rưỡi. Còn 206GB thì dao động là 7 triệu rưỡi. Đấy là XS Max nhé. Con này màn tàu này. Con này màn tàu 5 triệu. Còn có những cây ép kính giá rẻ. Con này 512GB 8 triệu này. XS Max 512GB. Đây 11 Pro Max đây. 11 Pro Max cũng rất là nhiều. 64GB thì dao động là 6 triệu rưỡi. À đâu, 9 triệu rưỡi. 206GB thì 10 triệu 500. Đây là giá dao động nhá. Ví dụ như cái con đầu clip đấy chỉ có 10 triệu thôi, vẫn zin chất bình thường. 11 Pro 64GB thì dao động là 7 triệu rưỡi. 206GB thì dao động là 8 triệu rưỡi. Tùy từng cây nhá. 11 Pro mười hai pro max đây, đây nữa này, 12 Pro Max 128GB thì dao động 12 triệu 500, 206GB thì dao động là 13 triệu 500, dao động đấy nhé, có còn hơn. mười hai mini 64GB là 5 triệu 8, còn 128GB là 6 triệu rưỡi, 12mm. Còn 13mm có một cây, 206GB 9 triệu, pin 100. 13 Pro này. 64GB thì dao động 14 triệu, còn 206GB thì dao động là 15 triệu. Đây là 13 Pro. 13 Pro Max này. 128GB zin đẹp, 16 triệu. 206GB zin đẹp, pin 92 17 triệu. Còn này pin 90 cũng 16 triệu này. Còn này cũng 206GB pin 88 17 triệu. Còn đây là 14 Plus. 128GB 15 triệu. 12 Pro đây. 12 Pro. 128GB thì dao động là 11 triệu. Còn 206GB thì dao động là 12 triệu. Pro. 12 thường thì 64GB thì dao động 7 triệu rưỡi, 128GB thì dao động là 8 triệu rưỡi nhá. Trong đó có một cây thanh lý này, 128GB 5 triệu 7, con này sang bên rồi nhá. 13 thường 206GB pin 84 12 triệu 500, 128GB 11 triệu 500, 6 thường 900.000, 7 thường mất vân tay 1 triệu 2, 8 thường đây rất nhiều nhá.
2.864 ghi. 8 thường hay gọi là 8 nhỏ đấy. Các bạn chú ý nhá, 8 với cả SE nó giống hệt nhau. SE thì quả táo nó sẽ ở giữa, quả táo sẽ ở giữa, còn 8 thường quả táo nó sẽ ở trên. XS 64 ghi thì dao động 5 triệu, còn 206 ghi thì dao động 5 triệu rưỡi cho đến 6 triệu nhá. Đấy, XS ví dụ như con này này, 206 ghi ép kính thân lý có 5.2 triệu, rất rẻ, rất là rẻ luôn. Dòng Android gần hết rồi, may hôm nay về được một ít, chứ còn Android mấy hôm nay có đâu, không có mà bán thì cứ tơi tơi. A51 bản Hàn, máy zin đẹp, ra 464 2.5 triệu. A42 5G bản Hàn, 4128 máy zin đẹp, 2.7 triệu. M12 ra 464. Bản Việt 2.5 triệu. Windows 6 ở Windows 5 RAM 6 bộ nhớ 128 2.8 triệu, máy zin đẹp 2.8 triệu. A02 RAM 332, con này ép kính mặt trước rồi nhá, 1.1 triệu. A750 1.3 triệu, RAM 464. G525 RAM 464 mua 1.7 triệu bán 1.2 triệu. A90 5G bản Hàn, RAM 6 bộ nhớ 128. Con này vỏ xấu, thanh lý 2.8 triệu nhá, vỏ xấu. S20 Plus bản Blackpink 5.2 triệu, RAM 12 bộ nhớ 128. Còn con này bản Việt, bản Việt 4.8 triệu, ở đâu 5.8 triệu, máy zin đẹp. Bản Việt S20 Plus. S20 nhỏ con này 4 triệu như con này. Xem tình trạng như nào. S10E 2.7 triệu, RAM 6 bộ nhớ 128 bản Hàn. Note 10 bản Hàn, RAM 12 bộ nhớ 206, 4.4 triệu. Samsung A12 bản Việt thì 2.3 triệu, bản Hàn thì 2 triệu. Samsung A12. S23 Ultra bản Việt, RAM 8 bộ nhớ 206, máy zin full hình thức 98, 15 triệu. Con này cũng bản Việt, cũng máy zin full hình thức 98, 11 triệu. S22 Ultra Note 10 Plus bản Hàn 5.8 triệu. Quantum 2 3.5 triệu. Samsung A535G bản Việt 2 SIM 4.5 triệu. A335G bản Việt 2 SIM máy zin đẹp bỏ hình dài 4 triệu. A335G bản Hàn 3.8 triệu zin đẹp. A22 5G bản Hàn 2.5 triệu. Samsung Note 8 2.5 triệu bản Hàn. A9 Pro 6128 bản Hàn. Hai triệu. V30 Pro 3.8 triệu. RAM 8 bộ nhớ 256. Poco X3 Pro 6128 2.5 triệu. Redmi 12 4128 2.5 triệu. Holo 8128 máy zin đẹp 2.5 triệu. Redmi 9T 1.9 RAM 464.
Redmi Note 10 RAM 464 2,5 triệu. Redmi Note 9 4128 2,4 triệu. Redmi Note 9 Pro, con này thay lưng rồi nhá, 6128 2,5 triệu. Redmi Note 8 Pro 664 cũng 2,5 triệu. Redmi Note 8, con này ép kính rồi, 1,3 triệu, rất rẻ. Xiaomi 9C RAM 364 1,5 triệu. Xiaomi 3 RAM 332 1,2 triệu. Oppo A54 RAM 464 2,2 triệu. A55 5G bản Hàn 6128 2,9 triệu. Zeno 2F 8128 2,8 triệu, zin đẹp. A55 2,3 triệu RAM 464. A57 2,7 triệu RAM 464. A31 RAM 4 bộ nhớ 128 1,7 triệu, con này thay vỏ rồi. Oppo A15 RAM 332 1,6 triệu, con này thay vỏ rồi. Oppo F7 1,2 triệu, con này ép kính rồi. Pixel 6A mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy, 3,7 triệu. Vivo Y21 con này ép kính mặt trước rồi nhá, 1,6 triệu. Nokia G21 6128 2,000. VinSmart Nine RAM 664 1,5 triệu. Vivo V15 RAM 332 1,6 triệu, zin đẹp. Vivo này chẳng biết gì, 1 triệu. Pixel 3A mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy, 1,5 triệu. Q61 RAM 464 2,000. V40 ThinQ 2,000. V40S ThinQ, 50S ThinQ 2,3 triệu, con này ép kính rồi nhá. Q9 1,6 triệu RAM 464, máy zin đẹp. Ok, đấy, các bạn muốn xem chi tiết con nào thì nhắn tin bên mình nhá. Thank you mọi người, thank you so much.